Rồi hello, xin chào mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay ha mọi người. Số điện thoại em nằm bên góc phải màn hình, có link Facebook địa chỉ với phần mô tả. Anh chị cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em. Bên em có nhận ship có toàn quốc luôn mọi người. Hàng tới mọi người được kiểm tra test thoải mái trước khi nhận hàng ha. Kiểm tra test ok thì thanh toán với shipper mọi người. Thì nay có ít cây thì em quay cho mọi người xem ha. Trước tiên là hai cái này mọi người. Hai cái này thấy cũng ngon quá trời mà bữa giờ quay cũng có nhiều anh hỏi mà không có chốt được mọi người. Thì cái này tình trạng là máy bản Mỹ nha mọi người. Bản Mỹ thì hai sim, một sim vật lý, một e sim, nhưng mà cây này chưa chạy gum lại. Thì mọi người lấy thì chỉ chạy lại gum hai sim cho mọi người ha. Chạy gum thì chỉ cần cắm vô chạy phần mềm nha mọi người, chứ không phải là mở máy ra làm gì hai sim nữa nha mọi người. Cái này pin 5000, màn hình là 6.9 inch, RAM 12 GB mọi người, bộ nhớ lưu trữ là 128 GB ha. Màn hình thì có tần số quét 120 Hz nè, tần số quét cao. Độ phân giải máy thì 2K cộng. Cái này thì em bán là 5.700.000, bao gồm là tặng ốp lưng dán màn hình không mọi người. Đây ngoại hình máy, cái này khá đẹp luôn, máy còn nguyên chưa bung sửa chữa gì nha mọi người. Cái nào còn nguyên thì em nói còn nguyên cho mọi người, cái nào biết được thì em nói, còn không biết thì em sẽ báo là báo men zin với màn zin cho mọi người ha. Rồi tiếp là cây này là 5.500.000. Thì cây này là màn hình là màn đẹp thôi mọi người, nó chỉ có ẩn một cái hình giống gì nè. Cái hình này là cái thanh công cụ bật lên đó em mọi người, bên đây nó bị nhẹ chút xíu xíu à, mà nhìn bình thường thì nó không có thấy nha mọi người. Đó thì em vẫn báo cho mọi người ha, nó giống gì nè, là hồi trước là người ta bật lên đó mọi người, nên giờ bên đây nó còn lưu lại cái hình giống vậy, nhưng mà nhìn kỹ nó mới thấy nó có vệt trắng nhẹ thôi, chứ không phải là kiểu mà giống gì luôn nha mọi người. Đó cái này thì cũng bản Mỹ luôn ha. Đây một sim vật lý, một e sim thì nó sẽ giống vậy nè mọi người. Đó máy thì vẫn là RAM 12 GB, bộ nhớ 128 GB ha, pin thì 5000, màn hình 6.9 inch, camera thì zoom 100x mọi người. Thì zoom 100x thì cái tính năng nó vậy thôi, thật ra zoom lên tới 30x là không khách cũng thấy rồi, zoom được nhưng mà nó rất là mờ mọi người, kiểu nhìn nó không có được nét đâu ha. Đó thì máy có sao báo vậy thôi mọi người, cây nào cũng vậy chứ không phải riêng mấy cây này nha. Zoom cao thì nó chỉ được cỡ đó thôi mọi người. Ngoại hình máy thì đẹp ken ha. Cái này thì em bán là 5.500.000 mọi người. Đó, giá bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình. Bây giờ máy đẹp thì cũng 6 triệu mọi người. Rồi tiếp là cái này 5.300.000. Cái này nhập về 5 triệu 3 thì bán lại 5 triệu 3 luôn mọi người. Là nhập giá màn đẹp 5 triệu 3, đúng ra là phải bán 6 triệu ha. Nhưng mà cái này thì để em báo xong rồi em báo lại cho nó mọi người luôn ha. Đây cái này email là 4267 nè. Máy thì sẽ là pin 4003, màn hình 6.8 inch, RAM 12 GB, bộ nhớ lưu trữ là 256, bản hàng một sim không rồi. Đây có hỗ trợ S-Pen, S-Pen này thì còn ghi viết chụp hình ok luôn mọi người, còn chụp hình được luôn nha. Đó thì giá là 5 triệu qua thì mọi hình là đẹp ken nè mọi người. Mọi hình tương đó là đẹp luôn chứ không phải là đẹp ken luôn, nhưng mà nói chung là cỡ tầm 97, 98 là ok rồi mọi người. Đó, không có cứng mớp ha. Nói chung là có nhâm li ti một hai chỗ chút sơn nhỏ vậy thôi mọi người. Đó. Đó, cây này thì bán là 5.300.000 ha mọi người. Đó, thì tình trạng đảm bảo cho mọi người luôn, nhìn bình thường là không bao giờ thấy mọi người. Nhưng mà nhìn soi kỹ ở đây nè, thì em báo trước cho mọi người nghe luôn ha. Soi kỹ ở đây nè, thì sẽ thấy một cái lằn mờ nhẹ lắm. Thì cái này em bán là giá cận đẹp luôn nha mọi người, 5.300.000 ha. Đó, thì em quay cận cho mọi người coi nè. Nói chung quay cận cũng không thấy gì, ở ngoài soi kỹ lắm cũng mới thấy mọi người, soi kỹ lắm ha, chứ còn nhìn bình thường là như màn đẹp 100% luôn á. Đó, màn thì sáng không ám ố mọi người. Giá 5.300.000. Đó thì có nhiều anh hôm qua em kia cái video kia nói em bán hàng có tầm rồi. Không có tầm mấy cây giống vậy, em bán màn đẹp, em bán 6 triệu luôn chứ cần gì em bán 5 triệu ba chi. Khi nào mà khách mà biết thì em giảm giá lại bình thường, lúc đó không được thì em đổi em trả lại bình thường mọi người. Thì em bao Tết 7 ngày mà. Đúng không? Thì nếu mà em bán không có tầm thì em bán kiểu đó luôn chứ em chả cần phải báo này tình trạng cho mọi người làm gì. Rồi tiếp là cây S20 5G nha mọi người, S20 5G bản Mỹ ha, một sim vật lý, một eSIM luôn. Thì cái này pin thì sẽ là 4000, màn hình 6.2 inch nè. RAM 8, bộ nhớ là 128 GB. Thì cái cây này tình trạng máy mọi người. Đây là màn hình có lưu nhẹ nha mọi người. Màn hình có lưu nhẹ ha. Nó lưu nhẹ xìu rồi mọi người, hôm bữa cái anh kia anh nhận cái này nó lưu lưu thấy gõ quá anh không nhận. Thì cái này là em báo là máy này có lưu,
Còn mà màn mà không có lưu giống vậy là màn đẹp luôn mọi người. Cái này nó lưu nhẹ lắm, em quay cận cho mọi người coi nè. Nhìn cái tay em nè, nhìn kỹ vô chưa thấy nữa mọi người. Ở ngoài thì nhìn sẽ thấy nhưng mà nhìn bình thường thôi. Đây, cái này em bữa là bán rồi mà hoàn về nè mọi người. Thì anh kêu lưu vậy là nặng quá mọi người. Thì nói chung cái màn sáng bình thường hết trơn luôn, nó có cái hình ngôi nhà ở đây xíu mà nó mờ mọi người, hình dấu cộng với hình chữ đây xíu nè. Thì máy có sao vẫn báo vậy nha. Cái này là kêu về là lưu nhẹ nha mọi người, còn mà lưu nặng á là nó phải sợ cả như mấy cây này mới gọi là lưu lưu nặng hoặc ám nặng nha mọi người. Đó, cái này là kêu là nặng thôi chứ còn nhiều chỗ thân kêu kêu là vừa đó mọi người, nặng là phải đổi chép luôn kìa. Đó nè, lưu nặng là nó phải ra lưu là phải giống vậy nè, mới là lưu nè. Đó, lưu nặng này là nặng luôn nè mọi người, và thấy cái hình gõ in luôn gì luôn nè mọi người thấy không. Còn cái hình này nè, cái hình của em nó còn nhẹ hơn cái hình này nữa đó. Đó thì mọi người nhìn nó như bình thường nhé. Còn anh kêu thấy cái hình này anh không nhận thì ok em hoàn về bình thường, tại vì dùng anh có cọc thì không sao, người không mua không lấy thì mình hoàn về thôi, chứ nếu mà không lưu luôn thì em bán màn đẹp rồi mọi người là 4,2 triệu rồi chứ không có bán 3,1 triệu ha. Đó thì cái này em bán có 3,1 triệu thôi, giá bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình. Rồi tiếp là cây này, cây này thì Note 9 mọi người, Samsung Note 9 màn cận đẹp ha, thì nó cũng có lưu luôn, lưu siêu nhẹ. Những cái cây cận đẹp của em á, em mà báo tới cận đẹp rồi á thì nó như màn đẹp không khác gì mọi người, còn mà báo mà nhẹ thì nó nhẹ xìu luôn chứ không phải là mình nhìn dễ thấy ha mọi người. Đó cây này thì em bán là 3,1 triệu nè, EMA á là 0965 0965 ha, máy thì sẽ là pin 4000, màn hình là 6.4 inch, RAM 6 bộ nhớ 128 GB mọi người. Cái này thì có hỗ trợ S Pen ghi viết, chụp hình ok luôn nha mọi người, giá là 3,1 triệu bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người ha. Rồi tiếp là cây này, Samsung Note 9 luôn mọi người. Cái này thì em bán là màn đốm ha, tình trạng là màn đốm đây nè. Màn đốm thì bao mọi người test 7 ngày và thành phần cứng với đốm không loang là 45 ngày nha mọi người. Đó thì email á là 5056 mọi người. Đó pin 4000, màn hình 6.4, RAM 6 bộ nhớ 128 GB ha. Thì hồi sớm em có thu lại cây máy mà thu không được mọi người, nếu thu được thì em cũng bán 4,000 mấy. Thì em thu là thu cho anh là giá hiện tại trừ 20% mọi người, đơn giản thôi. Bây giờ cái cây này nè, màn đốm em bán có 2,6 triệu à, màn đẹp bán 3,6 triệu, mà cái cây kia đốm nó nhỏ như cái chấm này nè mọi người, đây nhỏ như cái chấm này nè. Thì em bán từ lúc cho ảnh xài là màn đẹp không có chấm, mà anh xài đâu mấy tháng rồi chắc cũng hơi lâu rồi, thì bây giờ thì nó có cái chấm ở đây thì em bắt buộc em phải thu theo giá màn chấm. Tại vì lúc đầu em hỏi là thu lại thì em sẽ thu lại cho mọi người là giá màn như ban đầu á, thì em sẽ trừ 20%. Thì em báo anh là cái đó em thu lại 4,6 triệu, lúc ảnh mua của em là hình như là 6 triệu á, em thu lại 4,6 triệu mà xài cũng lâu rồi đó mọi người. Rồi xong rồi tới hồi mà kiểm tra thì nó bị chấm ở đây nè, thì em có báo lại là thu 3,6 triệu mọi người, tại vì giá đốm với giá đẹp nó sẽ khác nhau á. À, thì anh không chịu, anh kêu rẻ anh không thật không thu mọi người, chứ lúc mình bán thì em bán cho mọi người màn đẹp, tới mọi người xài tới màn đốm rồi quay lại em thu thì đòi giá giống vậy không được. Thật ra chỗ em thu thì giá rất ok mọi người, có nhiều khi mọi người mua cái máy 2 triệu qua ngày sau 2 3 bữa gì thôi thu chưa thu được 1,5 triệu cho mọi người đó. Rồi sắp tới đây là sẽ có đóng thuế trên gửi hàng giao hàng nữa mọi người, chắc sắp tới là em sẽ đổi cái thu máy với đổi máy là lên mấy phần trăm á, lên 5% á mọi người, là thu lại đứt luôn là sẽ là 25%, còn mà đổi máy á, thì sẽ là 20% á mọi người. Chứ hồi trước giờ em làm 15% với 20% thì cũng không có thu giá đó, cũng không có lợi mọi người. Nghĩa là cái máy mà bán vụ bán 5 triệu rồi tới hồi thu lại 4 triệu cho mọi người đi, mà xài nhiều khi xài cả năm trời xong rồi cái máy nó không xuống giá nằm giá đó, em thu lại cũng giá đó mọi người đó. Nên cái này em thu thì không có cao được như bây giờ nếu nha mọi người, nên thông cảm giùm em ha. Cái giá thu thì em vẫn thu cho mọi người cao nhưng mà thu vừa phải chứ không phải cao như trước nữa.
như trước cái này đi, em bán cho người xong em thu lại, nhiều khi thu được triệu mấy, hay gần 2 triệu, ví dụ em bán 24 đi, có thể em thu lại triệu 8, triệu 9 trong người á, xài mấy tháng luôn á. Còn giờ mọi người ra ngoài mua cái máy 2,4 triệu, nhiều khi vô thu còn 1,5 triệu mọi người không tới nữa. Cái đó là chuyện đó bình thường em gặp hoài, bởi vì biết sao không, tại vì khách mà mua xong qua bên chỗ em thu kiểu đó thu không được mới đem qua chỗ em không mọi người. Rồi tiếp là cây này ha, cây này thì 9849 mọi người đó, nó chín luôn ha. Cây này tình trạng một cái ghiêu đây, một cái chấm ở đây nè. Cây này thì em bán là 2,5 triệu, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người ha. Đây ngoại hình máy nè. Giá 2,5 triệu ha mọi người. Cái này thì em bán là 2,4 triệu nè. Cái này đốm ở đây mọi người. Cái này một đốm nhưng mà nhìn nó to hơn xíu. Em bán là 2,4 triệu. Đó, Samsung Note 9 2,4 triệu ha. Đây ha mọi người, thì sạc á, thì em sẽ bán là sạc 25W 120 một bộ nha mọi người, bán sạc riêng ha. Còn đây sạc này bên bên kia đang xả hàng mọi người. Xả hàng sạc 18W 70.000 bộ, giá vốn nhập luôn rồi đó mọi người. Người ta xả hàng á, nhờ em ra hàng, thì anh chị nào có cần thì nhắn em ha. Sạc này mua về bán lại vẫn được mọi người, tại vì giá vốn là đúng 70.000 luôn á. Sạc Mitgo nè, sạc Lightning của iPhone nè, sạc Type-C 18W sạc nhanh ok hết mọi người. Hàng của xem đem luôn ha. Đó, chứ không phải tào lao đâu mọi người. Thì cái này bán lại cho người là giá nhập là 70.000 bộ ha. Anh chị nào có cần mua chung với máy thì nhắn em nha. Rồi tiếp là cây VVS mọi người. VVS thì em thấy rất là ngon luôn mà bữa giờ bị đứng mọi người, không ai hỏi luôn. Thì nay giảm cho 100.000 luôn ha, bán 2,7 triệu ha. Xả luôn mọi người. LCVVS RAM thì sẽ là RAM 8, bộ nhớ là 128 GB mọi người, RAM 8 nè. Chip Snapdragon đó là 765 mọi người, khá là mạnh luôn. Cái này xài khá là mượt luôn ha mọi người. Đó thì em bán á, là 2,7 triệu thôi. Cái này thì tình trạng kính có hơi xước nè, là đã dán VVF nè. Đó nhìn nó có hơi xước xước xíu mọi người, nhưng mà xài vẫn ok nha. Mở lên thì không thấy gì đâu. Đó, mở lên thì xài nhìn kiểu nó cũng bình thường không rồi, nhìn không có khó chịu gì hết á. Giá em bán là 2,7 triệu. Cái này bán mấy trần nha mọi người. Đó, bớt được 100.000 thì anh chị có mua thêm bộ sạc nữa. Còn không thì vẫn đã được xíu mọi người. Rồi tiếp là S9 cộng bản Việt Nam 2 SIM. Cái này IMEI á là 17185 nè. Máy á, thì sẽ là pin 3.500, màn hình là 6.2 inch, RAM 6, bộ nhớ 64 GB mọi người. Đó, độ phân giải máy 2K cộng ha. Thì á, sắp tới là tới luôn rồi mọi người, là bắt đầu xác thật ngân hàng á, là những cái máy giống vậy nè, từ S8 luôn rồi, S8 cộng, S8 luôn, S7 luôn, là mọi người vẫn xài cái đây mọi người, sắp tới là cái mọi người xài cập nhật ngân hàng chuyển tiền này kia là phải cần cái xài không dây mọi người. Thì những cái máy này là có NFC đầy đủ cho mọi người hết ha, là xài được ngân hàng hết ok mọi người, là có nhận diện khuôn mặt móng mắt đầy đủ nè, NFC cập nhật ok hết mọi người, là những cái máy có sạc không dây mới được ha. Từ S8, S8 cộng là đã có rồi mọi người. Nhưng những cái cây này nè, những cái cây này thì nhiều khi còn chưa có nè mọi người. Cây này là người ta gửi em bán ha, máy còn full luôn, còn sạc zin luôn mọi người, còn full bộ sạc dây cáp rồi trong đây luôn nè. À, cũ còn mới chưa dùng luôn nè mọi người. À, cũ này chắc dùng rồi á, chưa 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 dùng mọi người, cũng chưa dùng luôn, chưa dùng luôn mọi người. Đó thì những cái máy này nè mọi người, em còn không biết nó là máy gì nữa. Người ta gửi bán thì bán thôi, gửi bán 2 triệu. À, RAM 6, RAM 6 128 GB mọi người, nó kiểu như xài giống như thằng Xiaomi vậy đó mọi người, hay giống giống vậy đó. Đây cái tên máy nó nè, đó đó. RAM 6 128 GB, thì những cái cây này nhiều khi còn chưa có NFC để cập nhật ngân hàng xài được ok giống cái đó lắm rồi. Cây này RAM 6 128 GB thì nói chung là xài tương đối thôi rồi, máy tầm trung, tầm 2 triệu ha. Thì cái này bán ra là 2 triệu luôn mọi người. Đó, máy thì còn đẹp ken nè, còn cái hộp luôn mọi người. RAM 6 128 ha. Thì những cái cây này em nghĩ chắc xài chừng 2 năm với gì rồi. Còn như S9 cộng 22 nếu mà gặp như em nha,
2 triệu em bỏ thêm 600.000 để mua ghế chín cộng xài nó ngon hơn rất là nhiều luôn mọi người, ngon hơn nhiều lắm luôn á đó. Thì cái này là 2 triệu không rồi, anh chị nào cần thì nhắn em ha. Màn hình thì 6.7 inch được mọi người, màn hình 6.7 inch nè, sạc thì 22-25W gì mọi người, cái này em không gành lắm. Đây thông số của nó mọi người, pin 5.000 đó, màn hình 6.7 nè, camera cam 628 sạc 22.5W đó, xài Android không rồi, nó xài kiểu giống thằng Xiaomi vậy mọi người ơi. Nói chung là máy còn mới đẹp bình thường hết, còn cái hộp luôn mà đó, giá là 2 triệu không rồi, anh chị nào cần thì nhắn ha. Rồi tiếp là S9 cộng thì cái này màn cận đẹp, cần cận đẹp mọi người, cái này nói chung như cận đẹp không khác gì hết á, nhưng mà ngoại hình nó có lấm tấm nè đó, màn hình có cứng nhẹ ha. Thì cái này màn cận đẹp, màn hình cứng nhẹ em bán là 2.600.000 bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình, cái này thì 2.500.000 nè mọi người. Cái này màn hình cũng xấu luôn nha mọi người, màn hình có chày phẩy ha. Thì những cái dòng này giờ nó cũng khá là cũ rồi mọi người, cũng xài lâu rồi, nhưng mà quan trọng là cái độ mượt nó vẫn còn ok mọi người nè. Chức năng NFC nè, cho mọi người cập nhật ngân hàng Momo nè đó, cập nhật ngân hàng Momo, sạc không dây nào này kia là ok hết luôn mọi người. Nhận diện khuôn mặt bóng mắt là ok hết ha. Thì cái này á, em bán là 2.500.000 nè, cái này thì màn cũng là cận đẹp luôn, mà ngoại hình á, thì có phải ha, chỉ kính á, thì nó có chạy nhẹ đây xíu mọi người đó, giá là 2.500.000. Rồi tiếp là cây này, cây này thì tình trạng là màn ám nhẹ nha mọi người, màn ám nhẹ ha đó. Đây em quay cận cho mọi người coi, thì nó ám nhẹ ở đây, có cái lần ám kia này kêu bằng ám YouTube mọi người, thì nó sẽ ngang cái lần ám ngang ở đây xuống đó, kêu bằng ám YouTube mọi người. Cây này thì cũng 2 SIM luôn mọi người đó, giá là 2.400.000 thôi, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình. Cây này thì ngoại hình thì cũng nhâm luôn nha mọi người ơi, giá này thì có ốp lưng thì mọi người đeo ốp lưng vô ha mọi người, đeo ốp lưng với màn hình thì dán sẵn. Thì anh chị, như anh chị hỏi em là sao có cái lằn ngang đây hay có lằn ngang đây, là đó là dán BBF nha mọi người, mới dán thì nó sẽ vậy, mọi người xài 1-2 bữa nó sẽ hết nha. Rồi tiếp là cây đốm này thì sẽ là 2 triệu mọi người, tình trạng là màn ám nhẹ hiệu à, ám rất là nhẹ luôn nha đó. Thì với có một cái đốm ở đây mọi người đó, em quay vậy nè mọi người nhìn ở trong đây sao lại ngoại gan vậy, hôm nay em chỉnh cái cam nó chuẩn hơn mọi người, nó nhìn trong ở trong với ngoài nó không có chênh lệch lắm mọi người. Cái này thì em bán là 2 triệu đúng, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình luôn ha đó, bản hàng luôn, ngoại hình máy nè. Cái này thì người ta gắn cái nút này đỡ không mọi người, tại nó bị mất nút quá, người ta gắn đỡ thôi. Anh chị nào lấy thì muốn thay nút thì em thay lại cho màu đen nha, giá là 2 triệu ha. Rồi tiếp là hai cái tấm cộng 1.600.000 mọi người, cái tấm cộng 1.600.000, tình trạng là màn ám ha mọi người ha, ám như có cái chấm đốm nhỏ xíu xíu đây nè mọi người đó, 1.600.000, tình trạng là màn ám nhẹ có đốm nhỏ. Cái tấm cộng RAM 464GB, pin 3500, màn hình 6.2 inch ha. Đó thì những cây giống vậy là mọi người xài cập nhật ngân hàng Momo hay là các app mà chuyển tiền liên quan tới tiền online là bây giờ là bắt buộc phải đăng ký bằng NFC hết mọi người, để cái chứng minh vô nè, cái đầu nó cho nó chạy ha. Đó, từ dòng 8 là đã có rồi mọi người, dòng 7 là đã có rồi. Rồi tiếp là cây này thì ám tình trạng như video ha mọi người đó, ám cũng nhẹ vậy thôi, em quay cận cho mọi người coi ha. Cây đốm thì cái này em bán là 1.600.000 ha mọi người, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình luôn, máy RAM 464GB nha mọi người ơi, RAM 464 ha, pin 3500, màn hình 6.2 inch, S8 cộng, mấy cái này xài ok mọi người, chạy app chạy đồ vẫn xài ok, giờ chuyển còn mượt mọi người, cho mọi người chơi game vẫn còn ok nha. Rồi máy này ngang giá cây S8 thôi mọi người, ngang giá S8 mà cấu hình cao nè. Mọi người biết sao mà LG này giá nó rẻ không mọi người? Tại vì nó qua đợt rồi, với lại nếu mà LG á
hàng này ở Việt Nam mình ít làm, nếu mà hư á thì kiếm chỗ sửa nó hơi khó, thì có Sam nói vậy cho mọi người luôn đó, nên á là nó sẽ giá nó thường hay rẻ hơn. Máy này á thì sẽ là gam 6 mọi người, gam 5,7 nè, tôi sẽ kêu bằng gam 6 đó, 128 GB đó. Màn hình này kích cỡ này hình như cỡ là 6.1 mọi người, 6.1 thôi, 6.1 thôi đó. Chip Snapdragon là 855 mọi người, chạy khá là êm luôn, cây này bao mọi người chơi game này kia luôn á, hiện tại còn rất là mượt luôn, camera quay phim chụp hình cũng rất là ổn mọi người đó, camera nè mọi người rất là đẹp luôn á. Thì cây này em bán á, là đúng ra là 2 triệu mọi người. Tình trạng là màn có ám rất là nhẹ nha, em báo kỹ là màn ám rất là nhẹ nha đó, nhìn như bình thường nha mọi người, không có ảnh hưởng gì hết trơn đó. Thì cây này vẫn có NFC nha mọi người đó. Thì tình trạng là có vỡ vỡ cái lưng xíu nè, mà không có lưng thay thì em bán là 1850, trừ cái lưng ra 150 mọi người, này về mua ốp đeo vô xài thôi, không cần hai lưng đâu mọi người đó. Màn hình này là màn hình nó công nghệ cũng giống như mấy thằng Samsung rồi đó mọi người, mà giá khá là êm luôn nè, ngang cái S8 à, 1850 thôi là đủ được cây LG G8 mọi người, khá là mạnh luôn. Chip Snapdragon 855, cái con chip của nó là phải ngang cái S10 á mọi người đó, chip ngang cái S10 á, khá là êm luôn á, pin cũng trâu nữa. Cái này mua về mọi người chơi game, chạy app, chạy xe, xài máy chính máy phụ đều ok hết luôn mọi người. Rồi tiếp là cái này ha, cái này thì em bán là 2.100.000 nè, cái này thì chạy nó ám rất là nhẹ luôn nha mọi người, cái này ám cũng nhẹ luôn ha đó. RAM 6 bộ nhớ là 128 GB, chip Snapdragon là 855 mọi người, bao mọi người chiến cái game hiện tại luôn, nói chung còn rất là mượt ha, có jack 3.5 nè đó, có hỗ trợ lo ở đây mọi người, cái này thì lo kép có chưa chắc chưa quá mọi người, này chắc chưa có lo kép quá, nhưng mà chưa có lo kép đâu mọi người, nhưng mà có jack 3.5 nè đó, anh em là chơi game mà cần tai nghe thì vẫn ok mọi người, tai nghe dây đâu á đó. Đó, LG G8 màn hình khá là đẹp mọi người, màn hình khá là ok luôn. Cái này thì bán cho mọi người là 2.100.000 ha, thì hai cái này là em bán máy trần nha mọi người, tại vì em không có ốp lưng với màn hình đâu. Tiếp là cái S9, cái S9 này nãy em rớt cái đồ vô cái lưng nó góc nè mọi người, bể lưng luôn rồi. Thì em vẫn bán nha, anh chị nào lấy thì em thay lưng lại cho mọi người, tại rớt ngay cái góc, ngay cái góc cái lưng á, rớt đồ lên á, em để sạc á mọi người, rồi nó bể luôn, bể cái lưng luôn, nứt cái lưng, không phải là nó bể mà nó nứt cái lưng nên em tháo giục đó mọi người. Đây cái này bán Mỹ ha, bán Mỹ thì chip Snapdragon là gần 845, còn thua con này đó mọi người, tầm 9 mà thua dòng 8 nữa. À, thua thằng G8 này đó mọi người, nhưng mà xài thì tổng cái giao diện thì nó cũng ngang ngang thôi nha mọi người, chứ nó không có phải thua đâu đó, tổng giao diện hết thì nó vẫn ngang ngang đó. Thằng này thì giờ nó ngang S9 nó 9 đó, S9 cộng đổ lại thôi mọi người, nhưng mà nó giá nó rẻ đó. Thì tổng hết á, thì xài về lâu dài thì em thấy nó cũng cỡ ngang S9 cộng thôi, chứ nó không hơn, nhưng mà con chip nó được cái nó cao thôi mọi người, chứ mà xài tổng hết thì mọi thấy ngày gam 4 chứ ngày xài cũng dù dù luôn mọi người đó. Pin 3000, màn hình là 5.8 inch ha, rồi phân giải máy 2K cộng, có hỗ trợ loa kép. Đây camera của nó quay phim chụp hình thì còn đỉnh hơn G8 nhiều mọi người, dòng chính thì camera quay phim chụp hình rất là nét luôn á, quá đẹp luôn rồi. Cái này thì em bán là 2.300.000, tình trạng là màn cận đẹp ha đó, bao gồm tặng ốp lưng dán màn hình, cái này hai lưng lại cho người dán đầy đủ rồi ha. Rồi tiếp là cái này, cái này thì bán cho anh em chạy app hoặc là mua về chạy xe công nghệ mọi người, để nành đen xài chạy xe công nghệ vẫn ok ha, có headband luôn mọi người. Đây để nành đen thì xài chạy xe công nghệ, xài máy chính máy phụ, mua về chơi game rồi này kia vẫn ok mà. Cái này em nhập 2.1 triệu, em bán lại cho mọi người 1.9 triệu rồi, tại nhập nguyên lô thì có cái này có cái kia thì về chấp nhận lỗ mọi người đó. Cái này bán là 1.900.000, tặng ốp lưng dán màn hình cho mọi người đầy đủ luôn, 1.900.000 không mọi người ha. Rồi tiếp là cái S10 thanh lý,
950k thì tình trạng là không sọc không gì hết, nó chỉ đốm bự vậy thôi mọi người. Cái đốm này thì khả năng chết rất là cao nha mọi người. Đó thì mọi người mà xài không kỹ rớt này kia thì nó khả năng chết rất là cao luôn đó. Có sao thì báo vậy, cái đốm nó bằng cái ngón tay em luôn nè mọi người, thấy không? Đó vừa bằng cái đầu ngón tay em luôn á. Thì mọi người cứ để nửa cái đầu ngón tay vô hình dung trong cái điện thoại là nó y gan vậy đó đó, y gan luôn. Thì nó chỉ đốm vậy thôi, còn lại không bị gì hết trơn mọi người, là bình thường luôn á. Đây camera quay phim chụp hình rất là nét ha. Cái này anh chị nào xài kỹ kỹ á thì mua về xài chữa cháy, xài vài tháng, nếu mà xài không rớt này kia vài tháng là bình thường mọi người. Cái này em cho mọi người thêm cái ốp nữa nha. Đó, 950k thì có nhiều anh nói là hỏi em là có mấy cái máy giống vậy nhắn cho anh, thì em thật sự là rất là nhiều anh hỏi em giống vậy luôn. Nên em không có nhớ được mọi người, thông cảm giùm em ha. Khi nào em lên video á, anh chị nào nhắn trước thì em chốt không mọi người. Rồi em không có hẹn để lại gì mọi người ơi. Có nhiều anh hàng hỏi là để cho anh sáng anh cọc, cái ai cũng để anh sáng anh cọc, cái qua ngày sau mất tiêu hết trơn rồi. Cái này em bữa ha mấy lần giống vậy luôn rồi đó, trong khi đó là có khách hỏi em không có bán được mọi người, xong rồi cái để xong đó, nên em không có để nó, mọi người thông cảm giùm em ha. Anh nào chốt thì em nhận cọc chứ mới nhận em mới chốt không rồi đó. Rồi em cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của em ha. Mọi người xem video thì cho em xin một like cũng như một lượt đăng ký kênh. Còn anh chị cần mua hàng thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha mọi người. Rồi em cảm ơn, chào mọi người nha.